Em tên là Lê Thị Kim Hoa, em đến từ khu vực Yên Hạ, phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Kính thưa ban giám khảo, trước khi đi em có chuẩn bị phần quà, em xin phép được kính tặng đến ban giám khảo, tặng anh MC và cùng tất cả các anh chị em trong ban tổ chức cùng thưởng thức hương vị ngọt ngào từ những quả dâu tằm chín mọng em đã làm ra sản phẩm rượu dâu tằm, mứt dâu tằm và nước uống dâu tằm. Mê lắm, nghe ăn là mê lắm. Dâu tằm cung cấp chất sắt, có rất nhiều vitamin A, C, E, K và canxi. Dâu tằm có kệ nó có gì cũng được chị không sao. Em sợ chị cầm mỏi tay thôi. Rất nhiều chất sắt. Dâu tằm còn hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch, luôn cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe và làm đẹp. Em xin phép kính mời. Em xin phép mời ban giám khảo. Cái này chị tự làm hả? Dạ. Giỏi. Thưởng thức để bồi dưỡng sức khỏe sau những giờ làm việc mệt mỏi. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Em ướp nước đá từ hồi 1 giờ khuya đó cho đến bây giờ là cái anh dùng rất ngon. Để em sẽ chất nha. Quý quý bưng này xuống giùm anh quý. Em mời tất cả các anh. Dạ, cảm ơn. Để bưng gì? Đây để em mấy cái này em nhanh lắm. Dạ, để em bưng cho. Không sao. Dạ, chị ơi, mình đến đây với ai ạ? Dạ, em đi với một đứa con trai. Vậy hả? Dạ. Em diễn thì một mình. Sao không diễn 3-4 người cho nó vui? Dạ, kính thưa ban giám khảo, trước khi thi em xin phép được nói lời chân thành cảm ơn ban tổ chức của chương trình, cảm ơn ban giám khảo đã tạo một sân chơi luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, và cũng như em có được cơ hội được đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Em rất chân thành cảm ơn các ban giám khảo, các chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị ạ. Chương trình cũng cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi mỗi người có một chai nước uống cho nó mát, thấm giọng. Dạ, rất là bổ khỏe, các anh dùng là cảm thấy mát và ấm lòng. Dạ, đúng rồi, ướp nước lạnh phải mát chứ. Dạ. Thì bây giờ mình thi. Dạ. Kính thưa ban giám khảo. À, còn thưa nữa ha. Dạ. Kính thưa quý khán giả, để tiếp tục chương trình thách thức danh hài hôm nay, em xin phép được trình bày một nhào phẩm được mang tên dạ. Không bao giờ em quên. Chị ơi, chị. Dạ. Cái phần này là mình thi hay là mình... Không bao giờ em quên, sáng tác của Lê Kim Hoa. À, giới thiệu sản phẩm âm nhạc debut. Dạ, dạ. Em xin phép bắt đầu. 60 giây bắt đầu ạ. U u u u quay. U u u u u u u quay. U u u quay. U u u u u u quay. U u u u quay. U u u u u u u quay. U u u quay. U u u u u u quay. Chồng ơi, có lẽ là em đã rớt rồi vòng một thi thách thức danh hài mùa sau. Xin chồng hãy tha thứ cho em vì đó là định mệnh. Thì thôi em xin cúi đầu chào bạn giám khảo rồi em quẹo phải quay. U quay. Này, cười sĩ, cười rồi, cười rồi. Em xin cảm ơn ban giám khảo cho em cái cơ hội. Bây giờ vậy chị, đang có 2 triệu. Dạ. Chị thi nữa không? Dạ em. Dạ em thi tiếp. Dạ em biết rồi. Thi tiếp. Em xin cảm ơn mọi người. Con có bầu quay tới cỡ nào. Thời gian 60 giây tiếp tục bắt đầu. Và niềm ở đó em luôn im trong tim, dù một năm hay một mùa lòng tôi vẫn đợi các tiếng gọi mời là mình liền lên xe. Quay. 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 Ai là điện thoại cho mình mà cái phone của mình nó rung mạnh dữ vậy ta? Em xin phép 5 phút. Cho em nghe điện thoại. Trời ơi, đầu tư quá trời đầu tư. Alo. Dạ. Chị hả? Em đang thi thách thức danh hài. Hả? Chị cũng đi thi nữa hả? Sao em không nghe chị thi cách tin?
À, chị là bạn anh Trấn Thành hả? À được rồi, để em chuyển máy cho chị nói chuyện với anh Trấn Thành nghe. Anh Trấn Thành ơi, nghe điện thoại đi anh Trấn Thành. Hết thời gian rồi. Ủa, ôi. Hết giờ rồi chị ơi. Em hơi chậm. Dạ, mời chị. Thí dụ em nghe thì sao? Thí dụ em nghe rồi thì dạ, sao? Dạ, anh nghe thì anh cho em vô vòng đi. Anh nghe anh cho em vô vòng đi, em sẽ trả lời với anh. À vậy hả? Ừ, vậy sao có trả lời vậy ạ? Vậy thôi, em cũng không nghe. Dạ. Thật ra cũng đầu tư đó chứ. Dạ, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn chị ạ. Nhà mình khá giả không chị? Dạ không. À, sao đeo vàng dữ vậy? Mua lên để trang trí. Cái những cái mình đeo là để lát mình diễn đúng không? Mấy cái vàng là lát mình diễn đúng không? Có, đeo vậy thôi chứ không có diễn. Đã có của ta đeo vậy thôi. Tại nãy chị nói là đeo trang trí thì tưởng đeo đi diễn. Đã có nói vàng thiệt hả? Ờ, có thi không? Thi. Thôi để em đi xuống dưới cái anh ha. Dạ dạ, dạ chị xuống dưới đi ạ. À, xuống dưới gặp thằng Tượng gần chút cho đã. À dạ dạ. Gặp nó không biết chuyện nữa, rung đánh. Nãy giờ ngồi ngoài đánh dữ lắm luôn á. Ai đánh? Chồng đánh hả? À, tim đánh. À, tim đập loạn xạ hả? Đập loạn xạ nha, bấm nguyệt hay gì. Hôm nay đi làm rồi chạy cá ở nhà sao? Nghỉ bán. Nghỉ bán luôn. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thành ơi, từ Cà Mau em nôn nao như sóng chào biển cả. Em ngã em nghiêng em bò em lết, em tưởng em chết không còn được đến đây để gặp mặt anh Thành. Nóng tay cũng hơn. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của chúng tôi đây. Chúc mừng chị được 2 triệu đồng ạ. Nắm tay cũng không. Bà làm tôi quýnh theo bà luôn. Trời ơi, hết hồn nãy tôi mừng tán vô mặt tôi không. Thương mà dễ gì tán. Trời ơi. Không lẽ mình làm vậy tới sáng ta. Bấm đi, dễ luôn. Thì tiếp. Chơi luôn, bấm. Để rồi, 60 giây bắt đầu. Sao không chơi chồng cho sống với bà được ta? Nãy em tới đâu rồi? Nãy em... Hát cái lương xong, hát cái lương xong. Hát cái lương xong tới khúc nào? Nắm tay á. Nắm tay. Thành, Thành ơi, anh là người hay hồ ma bóng lồ. Anh đã độ trì cho biết bao nhiêu là thí sinh. Trong lòng em anh vẫn hiên ngang sừng sừng suốt 6 mùa qua. Phải đối phó với bao nhiêu là thí sinh khùng khùng trần trần như em. Thành ơi, bữa gặp mặt hôm nay là bữa gặp mặt cuối cùng. Anh này để cho em banh anh ra mà hung cho đà. Rồi tối nay anh về con vợ anh có hết thời gian à. Nói chung là chị rất là dễ thương. Ở đây ai cũng nhận thấy điều đó. Nếu như những cái câu ca đó đó, ca cổ đó, ca lương đó đó mà nó chắc lọc nội dung hơn tí xíu nữa thì nó sẽ có nhiều tiếng cười. Mà rất là không may mắn là chị lại chọn những cái nội dung nó không có phù hợp lắm. À, thời gian không còn nhiều, tranh thủ bán nốt phần bánh mì còn lại, rồi mùa sau mình gặp lại. Bữa nào đi ngang đó ủng hộ cho nha. Dạ. Nha. Dạ. Bye bye chị. Tôi gửi đến hai vị giám khảo Very Handsome và MC Nị Peo Leng cùng toàn thể các quý vị khán giả trường quay và bà con trên mọi miền của đất nước đang theo dõi chương trình Thách Thức Danh Hài. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào thơm thảo nhất. Công việc của cô đang là gì ạ? À vâng, mỗi người thì đều có một cái cách giới thiệu khác nhau và ai thì cũng đến đây thì chắc chắn là cũng phải giới thiệu về mình. Thế thì tôi cũng xin phép là được giới thiệu về mình qua các phần thi. Và khi mà tôi theo dõi cái chương trình này thì tôi thấy nó rất là hay và nó vô cùng hấp dẫn ở cái chỗ là người ta không phân biệt tức là tuổi tác hay là những cái vùng miền hay những cái này khác cái thứ thì mà cái luật chơi nó cũng rất là đơn giản. Thế thì bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ là mình cũng có một chút tức là cái khả năng có thể gây hài hước vùng này khác cái thứ thì thôi thì mình cũng cứ đi để mình thử sức mình xem sao. Vâng, thì hôm nay cũng đến đây thì cũng xin phép sẽ được thể hiện các cái phần thi của mình. Và cũng trước tiên cũng nói trước là tôi thì cũng có rất nhiều các cái tiểu phẩm. Chị,
lấy cái nào mà chị cảm thấy nó hay nhất? Vâng. Dễ mắc cười nhất làm đầu tiên? Và thì tôi cũng xin giới thiệu về bản thân mình qua một làn điệu dân ca kết hợp cùng với thơ và nói. Vâng, xin phép được bắt đầu. Thì là chị, vâng, bắt đầu. Vâng, xin một tràng pháo tay. Anh muốn tắm mắt thì lên ngọn sông Đào, muốn ăn xiêm chín thì vào rừng xanh, muốn xem phong cảnh hữu tình, mời bạn hãy đến Ninh Bình quê tôi. Ninh Bình có núi đá vôi mà có đàn dê cụ đi ra đi vào, mà tái dê chấm với tương gừng, ăn xong nó lại bừng bừng như dê. Người ơi, người hả đừng về. Người ơi, hẹn ngày tái ngộ tái dê tương gừng. Và quý khách chú ý, khi nào mắt liêm di mồm há hốc là dê đã ngấm. Và các bạn có biết ước mơ của người Ninh Bình là gì không? Là trong mình có tí máu dê. Rê 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 rê. Cái này là hay nhất rồi hả chị hả? Vâng ạ. Bọn đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây và thật là tài giỏi. Vâng ạ. Còn nãy còn 2 giây đó. Bây giờ mình đang có 2 triệu nhé. Vậy. Thì còn không? Còn thì nói chung là còn rất nhiều, nhưng mà khả năng thì lấy cái nào hay nhất. Hai vị giám khảo đẹp trai và khó tính thì cũng vô cùng là rất khó. Đúng không? Thì lấy cái hay nhất. Lựa cái nào hay nhất. Vâng, thế thì cũng thử vận may một lần nữa xem sao. Cái này là hay nhất chưa? Thì đã bảo là nhiều khi thì mình cũng cảm thấy hay, nhưng biết đâu thì với mọi người thì cũng chưa hay. Vâng, rồi, giám khảo. Rồi, vâng. Rồi. Trong trường hợp mà chị làm hết cái câu chuyện của chị rồi mà thời gian vẫn còn thì chị làm tiếp câu chuyện khác luôn. Vâng. Được rồi ạ, thời gian 60 giây bắt đầu. Vâng. Sau đây là phần thi vòng quay may mắn với rất nhiều giải thưởng có giá trị và vô cùng hấp dẫn, và luật chơi cũng vô cùng đơn giản. Thí sinh chỉ việc tèn 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 tèn. Xin mời thí sinh mang số báo danh 1945. Xin mời bạn. Tèn 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 tèn. Chúc mừng bạn, chúc bạn quá đẹp. Thí sinh Vũ Quý Mai, người đẹp cố đô Hoa Lư Ninh Bình, ngay từ vòng gửi xe chị đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh nặng ký để lọt vòng quay may mắn. Một lần nữa xin chúc mừng bạn, bạn đã bốc vào ô phần thưởng làm cái máng lớn. Điều liệu là thế, tay không trắng tay lại về. Bạn đã chiến thắng vang dội. Cái gì? Thắng của chúng tôi đây và thật là tài giỏi. Cái gì? Cái gì? Hồi nãy đứa này ngu một lần, giờ tới đứa này ngu thêm lần. Em cười cười ngao ngán đó. Cười ngao ngán đó.